chương 276, tình địch gặp nhau đỏ mắt vô cùng, chuyện chính là như vậy, ba cũng không biết tại sao lại biến thành như vậy, ba dáng vẻ Diêu Đại Phát suy sụp, Thiên, con phải tin ba, nhiều năm như vậy rồi, ba chưa từng có cho dù chỉ là một chút ý nghĩ có lỗi với mẹ con, là thật đấy, Tuyên Tĩnh Ngôn trả giá nhiều như vậy vì ông, nói thẳng ra sự phát tài của nhà họ Diêu vẫn không thể tách rời của hồi môn lúc đó của Tuyên Tĩnh Ngôn, ông là người thô kệch, nhưng tuyệt đối sẽ làm chuyện có lỗi với vợ con, hơn nữa đối với loại hành động tìm người thứ ba này, cũng rất vô sĩ, cho nên khi nhìn thấy Cố Thừa Diệu một mình ở chung một phòng với người phụ nữ khác, ông mới tức giận như vậy, nhưng bây giờ, ông lại tự mình làm ra chuyện như vậy, Diêu Đại Phát một mặt xấu hổ, một mặt tự trách, sắc mặt Diêu Hữu Thiên vẫn luôn rất nặng nề, lúc này nhìn gương mặt pha lẫn xấu hổ, lúng túng và cả một chút cảm động của ba, lời nói của cô cực kỳ bình tĩnh, ba có từng nghĩ, tất cả những chuyện này, chỉ là một cái bẫy, Diêu Đại Phát mở to mắt, trên khuôn mặt ngăm đen hiện lên chút sắc bén, Thiên, mấy anh em nhà họ Diêu đều rất bận, Diêu Hữu gia vẫn luôn ở bên cạnh Tuyên Tĩnh Ngôn, cuối cùng đã khiến tâm trạng của bà ổn định lại một chút, buổi tối, còn chủ động đề xuất muốn nấu cơm cho mọi người, bên phía Diêu Hữu Quốc không có tiến triển gì, nếp sống của nhà họ Diêu không tệ, lại tự mình biết mình, trong lòng biết rõ là xuất thân đột ngột phất lên, bình thường làm ăn đều dĩ hòa vi quý, muốn tra ra đã đắc tội người nó, thật sự rất khó, Diêu Hữu Quyền và Diêu Hữu Thế đã đến camera giám sát của tiểu khu, điều tra nhưng lại không thấy manh mối gì, người phụ nữ đến cửa khiêu khích kia, ngồi ở trong xe taxi, ngồi xe thẳng đến cửa nhà họ Diêu, lúc xuống xe, đội mũ, đeo kính râm, còn quấn khăn to, nhìn vội vàng, hoàn toàn không thấy rõ dáng dấp đối phương thế nào, sau khi Diêu Hữu Thiên nghe ba nói xong, cũng không ở lâu, gọi cho Hoàng đế, đến thẳng club tư nhân trước đó, muốn tìm ra chân tướng, cũng chỉ có thể xem camera giám sát lúc đó một lần, mặc dù trong lòng Diêu Hữu Thiên biết rõ, có lúc camera cũng sẽ gạt người, có điều này cũng không cản trở cô muốn tìm ra chút manh mối từ bên trong, có thân phận cảnh sát của Hoàng đế ở đó, bọn họ rất dễ dàng tìm được camera lúc đó, có điều, rất đáng tiếc là, quản lý nói với bọn họ, đúng lúc camera hôm đó đã xảy ra chút vấn đề, cho nên video thiếu mất 3 tiếng đồng hồ, mà 3 tiếng đồng hồ đó, vừa khéo chính là lúc Diêu Đại Phát uống rượu với Trương Tuyên, cuối cùng uống say đã vào căn phòng trên lầu, Diêu Hữu Thiên liên tục coi chừng màn hình, gần như là nhìn không chuyển mắt, từ trong ra ngoài, cuối cùng mới nhìn thấy, căn phòng ba nói, sau mấy tiếng đồng hồ, ông đi từ bên trong ra, áo sống có chút không chỉnh tề, bước chân cũng có chút vội vàng, nheo mắt lại, Diêu Hữu Thiên chờ người phụ nữ kia xuất hiện, vài chục phút sau, cuối cùng lại có một người phụ nữ đi ra khỏi phòng, có điều trang phục của cô ta giống hệt như nhìn thấy trong camera của tiểu khu biệt thự nhà họ Diêu, trang bị đầy đủ, cô hoàn toàn không nhìn thấy mặt của đối phương còn mặc áo khoác dày cộm, ngay cả vóc dáng của đối phương cô cũng không thấy rõ, nhưng không hiểu sao cảm thấy người phụ nữ trước mắt có chút quen mắt, vóc người này, thể hình này, hình như cô đã từng thấy ở đâu đây, điều tra không có kết quả, Diêu Hữu Thiên lại đi tìm Trương Tuyên, người xã giao với Diêu Đại Phát hôm đó là Trương Tuyên, vậy rốt cuộc anh ta đã đưa người phụ nữ nào đến ông ta biết rõ nhất, có điều không gọi điện thoại được cho Trương Tuyên, gọi điện cho thư ký của ông ta, nói là trong nhà Trương Tuyên có việc, đã quay về thành phố S nhà mình rồi. Diêu Hữu Thiên gần như không nhịn được phải mắng thô tục, nếu như bây giờ cô vẫn còn ngây ngốc không nhìn rõ, vậy cô thật sự quá ngốc rồi, đối phương đã bố trí một cái bẫy, chụp Diêu Đại Phát, và cả mình vào, bản thân cô không cần nói, vì hiểu lầm lúc đó, đã trải qua những ngày tháng như thế nào với Cố Thừa Diệu, Diêu Đại Phát thì sao, người tính kế ông, lại là vì nguyên nhân gì, trong lòng phiền muộn, sắc mặt Diêu Hữu Thiên cũng không tốt lắm. Hoàng đế cẩn thận nhìn sắc mặt của Diêu Hữu Thiên, đi ra khỏi club, vẻ mặt cô có chút bất thường, Thiên, cậu không sao chứ, Hoàng đế và Hoàng thượng đều là bạn học trung học của Diêu Hữu Thiên, có điều lúc thi tốt nghiệp trung học Hoàng đế đã chọn học trường cảnh sát, mà Hoàng thượng chọn làm lính, sau đó trở thành một lính cứu hỏa, mình không sao, Diêu Hữu Thiên thở thật dài, Hoàng đế, video lần trước, cậu điều tra thế nào rồi, hơi khó, Hoàng đế lắc đầu. Mình đã cho người có chuyên môn trong cục xem qua rồi, không nhìn ra sơ hở gì, cậu còn có video nào khác không, có lẽ liên hệ với nhau, có thể có phát hiện mới, mình không có video khác, Diêu Hữu Thiên cắn cánh môi, nếu cần, có thể đến khu nghỉ dưỡng Vân Khởi lấy, vậy bây giờ chúng ta đi thôi, biết đâu sẽ có phát hiện mới cũng không chừng, cùng Hoàng đế đến khu nghỉ dưỡng Vân Khởi, lấy hết camera giám sát hôm đó ra xem, lại được thông báo toàn bộ video hôm đó đều bị Cố Tĩnh Đình tìm người lấy đi rồi. Diêu Hữu Thiên im lặng, xem ra, Cố Tĩnh Đình cũng đã biết chuyện lúc đó, chỉ là cô ấy cầm đi thì có tác dụng gì, lẽ nào vấn đề Cố Thừa Diệu không thể giải quyết, Cố Tĩnh Đình vẫn có thể giải quyết được sao? Diêu Hữu Thiên không hề biết thân phận của Cố Tĩnh Đình, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng chỉ có thể về nhà, đi qua đi lại một hồi như vậy, cũng đã hơn nửa đêm rồi, về đến nhà, Diêu Đại Phát đã quay về, Tuyên Tĩnh Ngôn vẫn không chịu để ý đến ông đang ngủ trong phòng khách, trong lòng Diêu Hữu Thiên nóng vội, nghĩ xem phải nhanh chóng làm rõ mọi chuyện như thế nào, cô tin rằng chuyện điều tra rõ ràng rồi, Tuyên Tĩnh Ngôn sẽ không tức giận Diêu Đại Phát nữa. Sân bay Bắc Đồ, Cố Thừa Diệu vào khoang hạng nhất, cất hành lý tùy thân xong, lúc đang định ngồi xuống, đã nhìn thấy một người khác cũng lên máy bay, nhìn người tới, sắc mặt Cố Thừa Diệu đột nhiên có chút không tốt, Chiến Ly, anh ta lại đang ở Bắc Đô, trên tay Chiến Ly cầm một chiếc vali công tác màu đen, nhìn thấy Cố Thừa Diệu đứng đó liếc nhìn mình không hề cử động, hơi khom người, tổng giám đốc Cố có thể nhường một chút được không, tôi đặt hành lý, Cố Thừa Diệu lùi sang bên cạnh một bước, không ngồi xuống, mà khoanh hai tay trước ngực, híp mắt lại, lộ ra chút ánh sáng nguy hiểm, đây thật đúng là đời người sẽ có lúc gặp lại nhau, lạnh lùng nhìn Chiến Ly cất hành lý xong, lại nhìn anh ta đi đến vị trí định ngồi xuống, lúc này anh mới phát hiện vị trí của hai người lại ở cùng chỗ, ngay bên cạnh, vẻ mặt càng lạnh, trên mặt lại không để lộ nào, ngồi xuống ghế dựa, anh không nói lời nào, đương nhiên Chiến Ly sẽ không chủ động bắt chuyện, cảnh tượng lần gặp mặt gần nhất của hai người thật sự không vui vẻ lắm, huống hồ trong lòng hai người đều tồn tại khúc mắc, đương nhiên không thể đối xử với nhau như bạn bè, sao tổng giám đốc Cố lại về thành phố Y một mình, Thiên Thiên không đi cùng anh sao, rốt cuộc tâm trạng Chiến Ly có chút không thoải mái, anh nghĩ đến người tên Cố Thừa Diệu đã ném hoa hồng của mình, lại ném cả thiệp của anh, cho dù Diêu Hữu Thiên đã hết hôn, anh tặng một bó hoa thì sao, hôm qua tôi có chút việc, Cố Thừa Diệu đối đáp lại, đã bảo Thiên Thiên về trước với anh trai cô ấy, hôm qua Cố Thừa Diệu chờ Diêu Hữu Thiên gọi điện thoại cho mình, đâu ngờ chờ đến nửa đêm cũng không thấy, anh không hề biết nhà họ Diêu đã xảy ra chuyện gì, càng không biết Diêu Hữu Thiên vừa xuống máy bay đã quay về thẳng nhà họ Diêu, tiếp đó đi tìm Diêu Đại Phát, tìm chứng cứ, quên mở điện thoại, vậy nên anh gọi điện thoại không liên lạc được với Diêu Hữu Thiên, gọi nhà họ Diêu chỉ nói cô đã đi ra ngoài, điền này khiến cho tâm trạng Cố Thừa Diệu hết sức không vui, cả buổi tối, lăn lộn khó ngủ, thậm chí nghĩ rất hoang đường, xem Diêu Hữu Thiên có phải nói dối hay không, không phải là nhà họ Diêu có chuyện, mà là cô vội đi hẹn hò với Chiến Ly. Bây giờ nhìn thấy Chiến Ly cũng ở trên máy bay, không hiểu sao anh có cảm giác thở phào nhẹ nhõm, cô không ở bên cạnh Chiến Ly, rất tốt, máy bay rất nhanh đã cất cánh trong một tràng tiếng nổ vàng, nữ tiếp viên hàng không bắt đầu đưa đồ uống, điểm tâm lên, một ly cà phê, tối ngày hôm qua ngủ không ngon, Cố Thừa Diệu hơi buồn ngủ, một ly nước lọc, Chiến Ly nói xong yêu cầu của mình, nhìn Cố Thừa Diệu một cái, tổng giám đốc Cố không nghỉ ngơi tốt. Vừa sáng đã uống cà phê rồi, tôi ngủ rất ngon, Cố Thừa Diệu liếc anh một cái, giọng nói bình tĩnh không có chút cảm xúc nào, cảm ơn anh Chiến đã quan tâm, tôi nghĩ lát nữa sắp gặp Thiên Thiên rồi, đương nhiên phải dùng trạng thái tinh thần tốt nhất đi gặp cô ấy, lời nói của anh không lạnh không nóng, nhưng thật sự đã đánh Chiến Ly một đòn, ánh mắt Chiến Ly tối đi mấy phần, nhưng chỉ là một chút, trạng thái tốt nhất chính là phải dùng cà phê để nâng cao tinh thần. Vậy trạng thái của tổng giám đốc Cố thật đúng là, phía sau không nói gì, chỉ để lại một biểu cảm ý tứ sâu xa, sắc mặt Cố Thừa Diệu có chút bất ngờ, có điều cũng chỉ là một chút, để anh chê cười rồi, mấy ngày nay, tôi đều quen mỗi ngày phải ôm Thiên Thiên đi ngủ, hôm qua cô ấy không có ở đây, đương nhiên tôi có phần một mình khó ngủ rồi, nghĩ đến cảm giác đó, anh Chiến một mình lẻ loi, đương nhiên sẽ không hiểu, sắc mặt Chiến Ly hơi đen, hai tay đặt trên đầu gối nắm chặt thành quyền, sẹt, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được, thật ra anh có trạng thái tinh thần thế nào không quan trọng là lúc Thiên Thiên nhìn thấy anh, có trạng thái thế nào, biết đâu cô ấy không cần phụng bồi anh, vui vẻ nhàn nhã thì sao, anh nói có đúng không, Cố Thừa Diệu híp mắt, khóe môi nhếch lên, mang theo vẻ đùa cợt cười như không cười, không có biết đâu, sáng sớm nay tôi vội vã đến thành phố Y, chính là vì Thiên Thiên gọi điện thoại nói với tôi, tối hôm qua cô ấy ngủ không ngon giấc, có thể anh Chiến không biết, Thiên Thiên bị tôi chiều hư rồi, nhìn người rất trưởng thành, thật ra rất nhõng nhẽo, giống như một đứa bé. Lần này, Chiến Ly hoàn toàn nói không nên lời nữa. Chương 277, ngọt ngào trong tim, trong lòng biết rõ lời Cố Thừa Diệu nói chưa chắc là thật, làm sao Diêu Hữu Thiên có thể nhõng nhẽo, Diêu Hữu Thiên mà anh biết, độc lập, mỹ lệ, giống như là một viên minh châu nổi bật nhất, tỏa ra hào quang thuộc về mình, mà hào quang như vậy, tuyệt đối không cần dựa vào đàn ông, nhưng giọng nói tự nhiên nhàn nhã, vẻ mặt đắc ý của Cố Thừa Diệu, khiến anh không thể phản bác lại, bởi vì anh ta nói không sai. Diêu Hữu Thiên là vợ của anh ta, chuyện giữa bọn họ, là chuyện giữa vợ chồng, hoàn toàn không tới lượt anh nhúng tay, nhìn thấy màu xám tro trên mặt Chiến Ly, trong lòng Cố Thừa Diệu không thể khống chế mà có chút đắc ý, hai tiếp viên hàng không đưa đồ ăn bưng đồ uống nhìn hai vị trước mặt, vẻ mặt có chút kỳ lạ, nhưng vẫn cực kỳ có phong độ mà đưa đồ uống đến, Cố Thừa Diệu bưng cà phê lên uống với vẻ mặt tự đắc, Chiến Ly lại nhận lấy ly nước với sắc mặt xám tro. Trái tim quá phận không ở yên khiến anh không đón vững, tay run một cái, ly nước kia lại vãi ra hơn nữa, Chiến Ly hoàn toàn không đề phòng, bị nước xối vào, toàn bộ quần trên đùi phải đều bị dính ướt, thật xin lỗi, nữ tiếp viên hàng đứng đầu nói xin lỗi, lấy khăn giấy ra muốn lau cho Chiến Ly, không sao, để tự tôi, Chiến Ly không thích có người đến quá gần, nhất là phụ nữ, cầm lấy khăn giấy đối phương đưa đến bắt đầu lau, có điều diện tích bị ướt quá lớn, bây giờ lại là mùa đông, quần làm bằng sợi tổng hợp lại dày, vừa ướt vừa nặng, dính vào người thật sự rất khó chịu, Chiến Ly đứng lên, khăn giấy lau trên quần, ví tiền gồ lên chỗ túi quần đã ảnh hưởng đến động tác của anh lấy ví tiền ra, tiện tay đặt lên ván đặt đồ ở trước mặt, diện tích bị ướt hơi lớn, mi tâm anh hơi nhíu lại, anh à, thật xin lỗi, nữ tiếp viên hàng không xin lỗi một lần nữa, nếu không thì... anh đến sấy khô ở máy sấy trong toilet một lát là được, được, Chiến Ly không từ chối, chỉ là lau như vậy thật sự không lau sạch được, chân dài bước ra bên ngoài định đi, vạt áo lại quét qua ví tiền trên ván đặt đồ rồi rơi xuống, Chiến Ly phản ứng lại, cúi người xuống định nhặt chiếc ví kia, có một bàn tay, còn nhanh hơn anh, Cố Thừa Diệu hoàn toàn không muốn nhìn lén đồ cá nhân của người khác, cà phê của anh đã uống được 1/3, đang định đặt ly xuống. Đúng lúc nhìn thấy ví tiền của Chiến Ly rơi trên mặt đất, ví tiền mở ra, anh nhìn thấy rất rõ bên trong chiếc ví mở ra, đặt tấm hình của Diêu Hữu Thiên và Chiến Ly, điều này khiến cho sắc mặt của anh trong nháy mắt đã trở nên không tốt, nhặt lên, chỉ liếc mắt một cái, đã nhìn thấy dáng vẻ của Diêu Hữu Thiên bên trong, nhìn nhỏ nhắn, trẻ trung hơn bây giờ rất nhiều, ngũ quan vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, khuôn mặt mang theo chút ngây thơ, nhưng đã duyên dáng yêu kiều, thoạt nhìn thanh xuân động lòng người. Mà thứ thu hút ánh mắt anh nhất là Diêu Hữu Thiên ôm vai Chiến Ly, mặt dán vào mặt anh ta, đối diện với ống kính cười đến mức long lanh rực rỡ, Cố Thừa Diệu cảm thấy trái tim mình bị người ta dùng lực nắm chặt, trong nháy mắt vẻ mặt đã trở nên sắc bén, Chiến Ly giống như không nhìn thấy vẻ mặt của anh, vươn tay, hết sức bình tĩnh kiềm chế lấy ví tiền từ tay anh, cảm ơn, bỏ lại hai chữ không rõ ý tứ, Chiến Ly đi theo tiếp viên hàng không để sấy khô quần. Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất tại diễn đàn Lê Quý Đôn, chương cũ, Diêu Hữu Thiên, cô ấy uống thuốc tránh thai khẩn cấp, cho dù anh thiếu kiến thức thông thường hơn nữa, cũng biết thứ này không tốt cho sức khỏe, cô không muốn sinh con cho mình đến vậy sao, kèm theo ý nghĩ này, là trách móc của Mạc Tuyết Linh, nếu như em không muốn em ấy uống thuốc ấy, em hãy làm biện pháp đi, phải biết rằng uống thứ này thật sự không tốt cho sức khỏe, hơn nữa, giọng ngập của Mạc Tuyết Linh tràn ngập chỉ trích, hoàn toàn giống như lo lắng cho Thiên Thiên, Cố Thừa Diệu không đáp lời, sầm cả mặt, không nhìn ra được bây giờ anh đang nghĩ gì, ánh đèn u ám trong hành lang chiếu lên mặt anh, thoạt nhìn có chút cảm giác kỳ dị, Mạc Tuyết Linh nuốt nước bọt, khi trong lòng nghĩ chiêu này của mình có phải có hơi quá không, Cố Thừa Diệu vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng, chị nói, thuốc này là của Thiên Thiên, đúng, đúng vậy, Mạc Tuyết Linh không nói dối, lọ thuốc tránh thai đó, thật sự do Diêu Hữu Thiên làm rơi, lúc cô ta khẳng định, dáng vẻ cực kỳ chắc chắn, Cố Thừa Diệu híp mắt lại, ánh mắt giống như chim ưng đảo qua người của Mạc Tuyết Linh, vậy, chị nhặt được lúc nào, nếu như anh không nhớ lầm, mấy ngày nay Diêu Hữu Thiên quay về thành phố Y, đều ở cùng anh, thỉnh thoảng tách ra, cũng đều là đến công ty, nếu không thì là đến nhà họ Diêu, thì sao có thể gặp riêng Mạc Tuyết Linh. A à, Mạc Tuyết Linh mím chặt môi, đột nhiên có chút nói không nên lời. Cái đó, chị, lúc nào? Cố Thừa Diệu bước lên trước nửa bước, trong mắt chợt lóe lên ánh sáng sắc bén, khiến Mạc Tuyết Linh căng thẳng một cách khó hiểu. Chính là cổ tay Diêu Hữu Thiên bị nắm có chút hơi đau. Mạc Tuyết Linh quyết định nói thật, chính là lần trước, người đó, là chị. Cố Thừa Diệu ngắt lời cô ta, lạnh lẽo trong mắt giống như lưỡi dao. Anh nhớ, Diêu Hữu Thiên nói cô bị Chiến Ly theo dõi, thì sao có thể chụp được những tấm ảnh kia cố tình gửi cho mình. Chiến Ly không thể, Triệu Bách Xuyên cũng không thể, mà người phụ nữ chụp được những bức ảnh đó, là ai? Anh đã cho người đi điều tra, nhưng vẫn không có tin tức. Bây giờ xem ra, Mạc Tuyết Linh này, rất có vấn đề. Anh chưa từng nghe Diêu Hữu Thiên nói Mạc Tuyết Linh ra sao. Cô rất hiếm khi nhắc đến Mạc Tuyết Linh, nhưng những người bạn tốt, cùng với anh trai của cô nói tương đối nhiều. Người phụ nữ này, có mưu mô gì? Cái gì vậy? Chị không biết em đang nói gì. Mạc Tuyết Linh không hiểu gì, tình huống hiện giờ, không phải Cố Thừa Diệu nên tức giận, không phải nên không vui sao? Nếu trong lòng Diêu Hữu Thiên không có quỷ, vì sao phải uống thuốc tránh thai? Nói không chừng đã có đàn ông ở bên ngoài, cho nên mới uống thuốc sao? Không biết sao, vốn dĩ Cố Thừa Diệu đang túm tay Mạc Tuyết Linh, lúc này anh vừa dùng sức, Mạc Tuyết Linh kêu a một tiếng, cảm thấy tay mình sắp đứt rồi. Buông tay, đau quá. Người đi theo Thiên, lại chụp hình cô ấy, là chị sao? Cố Thừa Diệu híp mắt lại, sức lực trên tay, không lỏng ra chút nào. Chị thật là hăng hái, mục đích của chị là gì? Giọng điệu của anh, không hề sắc bén, nhưng lại khiến Mạc Tuyết Linh cảm nhận được sự tàn nhẫn, và cả lạnh lẽo lộ ra từ lời anh. Chị không biết em đang nói gì. Chẳng qua lần trước Mạc Tuyết Linh đến nhà Tuyên Tĩnh Ngôn, phát hiện Diêu Hữu Thiên tiến vào nhà của Triệu Bách Xuyên, cho nên mới cố ý chụp ảnh gửi cho Cố Thừa Diệu. Có điều, đó đều là chuyện của rất lâu về trước rồi, vì sao hôm nay Cố Thừa Diệu mới tính toán chuyện này với cô ta? Không biết tôi đang nói gì. Chị đi theo Thiên đến nhà Triệu Bách Xuyên, sau đó thì sao? Chụp những tấm ảnh kia, gửi cho tôi, muốn làm tôi tức giận, hại vợ chồng chúng tôi bất hòa. Lần này, Mạc Tuyết Linh thật sự mở to mắt nhìn, ánh mắt cô ta nhìn Cố Thừa Diệu, giống như nhìn thấy ác quỷ. Làm sao em biết? Quả nhiên, Cố Thừa Diệu cười lạnh, quả nhiên chính là người phụ nữ này. Sức lực trên tay siết chặt, trong ánh mắt toàn là vẻ sắc bén. Cô, thật sự là chị họ của Thiên sao? Người bình thường gặp phải chuyện này, không phải nên giúp đỡ chị em trong nhà mình sao? Diêu Hữu Thiên thật đúng là có một người chị họ tốt mà. Em rể họ, có gì thì từ từ nói. Cô ta thật sự cảm thấy tay mình sắp đứt rồi. Cố Thừa Diệu cười lạnh, tay lại dùng sức, rắc một tiếng, Mạc Tuyết Linh kêu lên. Tiếng động đó, thu hút nhân viên phục vụ đang ở chỗ rẽ hành lang. Cổ tay, gãy rồi. Mạc Tuyết Linh kêu không ra tiếng, tay cực kỳ đau đớn, khóe mắt trào hai hàng lệ, nhìn cực kỳ đáng thương. Cố Thừa Diệu lại không thương tiếc chút nào. Tôi chỉ nói một lần, cách xa Thiên một chút, cũng tốt nhất là đừng xuất hiện ở trước mặt tôi, nếu không, lần sau tôi sẽ khiến cổ tay còn lại của cô cũng gãy đấy. Anh, Mạc Tuyết Linh đau đớn vô cùng, nước mắt rơi xuống, trong lòng biết nước cờ ngày hôm nay đã đi sai rồi, nhưng điều này tuyệt đối không thể khiến cô ta xóa bỏ tâm tư. Nhìn chằm chằm khuôn mặt Diêu Hữu Thiên, cô ta nhịn đau oán hận mở miệng, anh đừng đắc ý quá, tôi nói cho anh biết, anh cho rằng người Diêu Hữu Thiên yêu là anh sao? Cô ta hoàn toàn không yêu anh, người cô ta yêu là bạn trai trước đây của cô ta, năm xưa Diêu Hữu Thiên vì anh ta, đã làm hết những gì có thể, anh cho rằng tay còn lại của cô ta cũng đã rơi vào tay Cố Thừa Diệu. Anh vừa dùng sức, tay Mạc Tuyết Linh lại trật khớp, đổi cánh tay, cả hai cổ tay đều bị Cố Thừa Diệu kéo trật khớp. Mạc Tuyết Linh không khỏi kêu lên cực kỳ thảm thiết, nếu không phải phòng bao cách âm cực kỳ tốt, tin rằng lần này nhất định sẽ thu hút không ít vây xem. Không phải trên hành lang không có nhân viên phục vụ, có điều sau khi mọi người nhìn thấy Cố Thừa Diệu, đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm như không thấy, cho nên, cho dù cô ta kêu đến rách cả họng, cũng không có ai ra mặt cho cô ta. Tôi không có thói quen đánh phụ nữ, đừng ép tôi phá lệ, tôi chỉ nói một lần. Cố Thừa Diệu lạnh giọng mở miệng, nếu như tôi lại nghe từ miệng cô một từ nói xấu Thiên, tôi cũng sẽ đánh gãy chân cô. Tên điên nhà anh. Mạc Tuyết Linh tức giận, Cố Thừa Diệu hoàn toàn không muốn để ý đến cô ta, nếu như tôi là cô, bây giờ tôi sẽ đến bệnh viện, không nhìn Mạc Tuyết Linh nữa, nếu như cô ta còn tiếp tục chậm trễ, không muốn nắm tay lại, đó là chuyện của cô ta. Lần này Mạc Tuyết Linh không quan tâm đến việc tiếp tục nói xấu Diêu Hữu Thiên nữa, lão đảo đi ra bên ngoài, mắt tối sầm, thậm chí không chú ý đến chỉ dẫn ở phía trước, hoàn toàn không phải cửa ra của club, mà là lối vào của một phòng bao khác. Đúng lúc một người đi từ bên trong ra, Mạc Tuyết Linh vừa vặn va vào, đi không mở mắt sao, tay Mạc Tuyết Linh đau đớn vô cùng, nói chuyện cũng trở nên thiếu suy nghĩ, ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt hẹp dài, đồng tử của cô ta co lại, mở to mắt, là anh, hai tay vô lực, đột nhiên buông xuống, cả người mềm oặt, ngã về phía trước, sao, khi Cố Thừa Diệu quay về phòng bao, phát hiện Diêu Hữu Thiên đang chơi đoán số với đám Lý Khả Nghi, thật ra trò đoán số của phụ nữ không có gì hay ho, vừa không kịch tính, tiền đặt cược vừa không đáng kể, có điều các cô đều tập trung, mình thắng rồi, Diêu Hữu Thiên vỗ tay, chỉ vào rượu trên bàn, câu uống đi, quá kỳ lạ, Lý Khả Nghi mặc kệ, cái quái gì thế, hôm nay toàn là mình thua, chơi 3 ván, thua cả 3 lần, uống rượu, muốn cược thì phải chịu thua. Lúc Diêu Hữu Thiên cười lên, mày mắt cong cong, khiến nhìn cô cực kỳ có thần thái, trong lòng Cố Thừa Diệu ấm áp, đi đến bên cạnh cô rồi ngồi xuống, Mạc Dư Tiệp vốn dĩ ngồi ở bên cạnh Diêu Hữu Thiên, chủ động nhường vị trí, có điều, sao chị mình vẫn chưa quay về nhỉ, đã vào toilet từ rất lâu rồi, Cố Thừa Diệu nhìn Mạc Dư Tiệp một cái không để lại dấu vết, số lần anh gặp Mạc Dư Tiệp cũng không nhiều, lớn lên có một khuôn mặt loli, nhìn rất đơn thuần. Có một chị gái như vậy, cô em gái này, thật sự đơn thuần, hay là giả vờ đơn thuần, vừa rồi anh gặp cô ta ở cửa, cô ta nói cơ thể không khỏe, đã về trước rồi, Mạc Dư Tiệp vô cùng kinh ngạc, không phải chứ, hôm nay Mạc Tuyết Linh đến để câu được đàn ông có tiền, làm sao có thể dễ dàng trở về như vậy, để em gọi điện thoại cho chị ấy, Khổng Tước lại không xòe đuôi sao, điều này không khoa học, sao Khổng Tước xòe đuôi là muốn tìm bạn tìm. Câu này chỉ việc Mạc Tuyết Linh bỏ về tay không khi chưa kiếm được đàn ông, Mạc Dư Tiệp cầm điện thoại định gọi điện thoại, Lý Khả Nghi lại kéo tay cô, một người lớn như thế, còn có thể lạc mất sao, đến đây, mình không tin, mình không thắng được Thiên không thắng được Diễm Kiềm, ngay cả cậu cũng không thắng được, động tác gọi điện thoại của Mạc Dư Tiệp dừng lại, bắt đầu chơi tiếp với Lý Khả Nghi, Diêu Hữu Thiên cười nói, Khả Nghi, cậu cam chịu số phận đi. Mình cảm thấy hôm nay cậu chơi với ai cũng sẽ phải cười chịu thua thôi. Chương 278, lần cuối cùng với chân tướng, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, dán vào lồng ngực anh, tiếng tim đập của anh vang ở bên tai cô, anh cũng đưa tay ra, ôm eo cô thật chặt, trong phòng rất an tĩnh, đầu mùa xuân, bên ngoài vẫn còn hơi lạnh, bên trong phòng lại cực kỳ ấm áp. Cọ khuôn mặt nhỏ trước ngực anh, Diêu Hữu Thiên chưa từng có cảm giác hạnh phúc, thỏa mãn như lúc này, Cố Thừa Diệu, cảm ơn anh không hỏi, cảm ơn sự xuất hiện của anh, cảm ơn anh ở bên cạnh cô lúc này, trên thực tế 2 ngày nay cô sống không tốt một chút nào, sự quan tâm đối với chuyện của ba mẹ, lo lắng cho Tuyên Tĩnh Ngôn, và cả động cơ của người đứng phía sau kia, hết vấn đề này đến vấn đề khác, khiến cô và anh cả Diêu Hữu Quốc đều giống như rơi trong mây mù. Có lẽ cùng với khó hiểu, còn cảm thấy mệt mỏi, cô càng sợ chuyện này không phải là bị người tính kế, nếu như Diêu Đại Phát thật sự ngoại tình, cái nhà này, sẽ thế nào, ý nghĩ đó, sợ rằng chỉ có 1/10 cơ hội, cô cũng không dám đối mặt, Cố Thừa Diệu hiếp mắt, tay vòng quanh eo cô lại một lần nữa hơi dùng sức, ngẩng đầu lên, lập tức đối diện với con ngươi giống như sao sáng trong đêm tối của anh, đôi môi mấp máy, anh đã hôn lên môi cô. Cái miệng này chớ, cực kỳ lão luyện, chia xa ngắn ngủi, cộng thêm cấm dục trước đó, ánh mắt Cố Thừa Diệu càng trở nên tối đi, tay bắt đầu dùng sức, môi cũng thế, nụ hôn kết thúc, Diêu Hữu Thiên ngay cả hô hấp cũng không thông suốt, anh buông cô ra, trán chống vào trán cô, giọng nói phát ra, khàn đến mức khiến cô kinh ngạc, cảm ơn như vậy, mới có thành ý, khuôn mặt Diêu Hữu Thiên hồng lên, chuyện thân mật hơn hai người cũng đã làm rồi, bây giờ chỉ là một nụ hôn. Lại khiến cô cảm thấy ngại ngùng như thế, nuốt nước miếng, Cố Thừa Diệu vươn tay ôm cô lên, đưa cô lên giường, trên thực tế mấy ngày nay không đụng vào cô, thật ra anh vẫn rất muốn cô, phải biết anh là thanh niên chính trực, nhưng hứng thú ở phương diện này trước giờ chưa từng ít, mà cô liên tục không thỏa mãn anh, tiếp tục như vậy nữa, anh đã sắp không nhịn được để cô nương 5 ngón tay ra sân rồi. Chờ một chút, Diêu Hữu Thiên đặt 2 tay trước ngực anh, em vẫn chưa tắm, anh thả em xuống, chương cũ, cô cho rằng, cho dù anh không yêu mình, nhưng chắc hẳn trong lòng cũng có cô, thế nhưng, tất cả những điều đó đều là cô nghĩ vậy, trên thực tế Cố Thừa Diệu hoàn toàn không yêu cô đột nhiên cảm thấy may mắn vô cùng, may mà hôm qua cô không hỏi ra miệng câu anh yêu em không, nếu thật sự hỏi, vậy thì trước mặt anh, ngay cả một chút tôn nghiêm và tự tôn cô cũng không có, lòng ngực giống như bị kim đâm, mới bắt đầu chỉ hơi đau đớn, về sau lại là một cơn đau đớn kịch liệt, nỗi đau đó, khiến cô gần như không có cách nào duy trì tư thế ban đầu của mình, ngồi ở đó, thì ra, cảm giác khi tôi yêu anh lại không yêu tôi là thế này, cô đang suy nghĩ lúc học đại học cô nên học khoa Trung Văn giống như Lý Khả Nghi, vậy thì có lẽ bây giờ đã có thể tìm ra được rốt cuộc mình nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung tâm trạng lúc này, mà một chuyện khác đoạn đối thoại này đã để lộ ra, cũng khiến trái tim cô lúc này, giống như nấu trên lửa, Kiều Tâm Uyển nói, khi con dính lấy người phụ nữ thấp hèn đó, với tính cách của Kiều Tâm Uyển, nhất định là đã nhìn thấy cái gì đó, điều đó có nghĩa gì, Cố Thừa Diệu, ngoại tình trong hôn nhân, anh đã phản bội hôn nhân của bọn họ, phản bội tình cảm của cô, anh đã làm chuyện có lỗi với mình, Cố Thừa Diệu, anh tàn nhẫn lắm, trong lòng vô cùng căm hận và tức giận Cố Thừa Diệu, vừa nghĩ đến sau khi kết hôn, anh lại ngoại tình, mà khoảng thời gian gần đây, anh dùng cơ thể đã đụng vào người phụ nữ khác để đụng vào mình, Diêu Hữu Thiên đã ghê tởm đến mức muốn nôn, ngoài ghê tởm ra, còn có đau lòng, đầu óc rối loạn, hoàn toàn không còn sự bình tĩnh như bình thường nữa, hành động của Cố Thừa Diệu, đã chạm vào ranh giới của cô, mà cô xin thề, cô tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh, tuyệt đối không, Lợi bị nghiến sinh đau đớn, khi đối diện với đôi mắt rưng rưng, lại chả chực khóc của Bạch Yên Nhiên và khuôn mặt yếu đuối của cô ta, cô lại chợt cắn chặt răng, nhếch môi, hiện lên một nụ cười nhạt, chỉ trong thời gian 1 giây, cảm xúc trong lòng vừa rồi, đã không hề để lộ lên mặt, thật là đặc sắc mà, vỗ tay, hôm nay cô mới biết, diễn xuất của cô ta không tệ, tổng hợp hay lắm, khóe mắt Bạch Yên Nhiên vẫn còn dính 2 hàng lệ, nghe thấy lời Diêu Hữu Thiên thì ngây ra, cô nói cái gì, tôi nói, tổng hợp hay lắm, Diêu Hữu Thiên đứng lên, nếu như đây là một trận chiến, nếu như trận chiến này cô đã thua rồi, vậy thì, cô tuyệt đối không muốn nhận thua trước mặt Bạch Yên Nhiên, cho dù thua, cô cũng phải có kiêu ngạo của bản thân mình, tôi biết mục đích của cô, cũng hiểu rõ động cơ của cô, có điều rất đáng tiếc, cô tìm lầm người rồi, ngẩng đầu lên, cô gần như đã dùng phong thái kẻ cả liếc nhìn Bạch Yên Nhiên, nếu như cô thật sự muốn tôi ly hôn như vậy, nên đi tìm Cố Thừa Diệu, người đau khổ là anh ta, người nhẫn nhịn là anh ta, liên quan gì đến tôi, nếu như anh ta kiêng dè ba mẹ, kiêng dè gia tộc không chịu ly hôn, vậy thì phải nhận lấy hậu quả này, con người, đều phải trả cái giá rất lớn cho lựa chọn của mình, ai cũng vậy, tốc độ nói của cô rất chậm, cười lạnh, trong lòng Diêu Hữu Thiên càng đau, trên mặt càng tươi cười rực rỡ, dù sao lúc trước, là chính anh ta bằng lòng cưới tôi, cô Bạch Yên Nhiên đứng bật dậy, sao cô có thể không biết xấu hổ như vậy, cô cố ý, cô hoàn toàn cố ý, cô cố ý muốn làm Thừa Diệu đau khổ, cho nên thà rằng níu kéo anh ấy, cũng không chịu ly hôn với anh ấy, giọng nói của cô ta hơi lớn, lúc này, người trong quán cà phê không tính là nhiều, nhưng vẫn thu hút cái liếc nhìn của rất nhiều người, thái độ của cô ta, sự quyết liệt của cô ta, đều không lọt vào mắt Diêu Hữu Thiên, tôi chính là như thế đấy, cô muốn thế nào, cô Bạch, tôi nói một lần cuối cùng, tôi không quan tâm Cố Thừa Diệu cưới tôi vì nguyên nhân gì, bây giờ, tôi đã là cô Cố danh chính ngôn thuận, muốn bảo tôi ly hôn, bảo Cố Thừa Diệu đến nói chuyện với tôi, cô khiến Cố Thừa Diệu đau khổ, cô khiến Cố Thừa Diệu mắc kẹt, cô khiến Cố Thừa Diệu rơi vào thế khó xử, được, nếu như anh đã đau khổ như vậy, vậy thì bảo anh đến nói câu kết thúc với cô, mà cô tuyệt đối sẽ không chủ động đề nghị ly hôn, thành toàn cho đôi cẩu nam nữ này. Diêu Hữu Thiên xoay người rời đi, hoàn toàn không nhìn Bạch Yên Nhiên nữa, đương nhiên đã bỏ lỡ, vẻ điên cuồng chợt lóe lên trong mắt cô ta thật sự không ngờ, cho dù cô ta đã nói như vậy, Diêu Hữu Thiên vẫn không chịu ly hôn, người phụ nữ này, quả thực là vô liêm sỉ đến mức khiến cô ta được mở mang tầm mắt, bảo Cố Thừa Diệu đề xuất ly hôn. Cô cho rằng tôi không có cách nào sao? Diêu Hữu Thiên, chúng ta hãy chờ, để tôi xem, cô có thể chiếm lấy vị trí cô cố được bao lâu. Sau khi lên xe, tất cả ngụy trang của Diêu Hữu Thiên sau khi lên xe taxi sụp đổ rầm rầm, cô hơi cuộn người lại, hoàn toàn mệt mỏi tựa người lên ghế trước, sắc mặt tái nhợt, khiến cho chị tài xế ngồi phía trước liên tục quay mặt lại. Cô à, cô không sao chứ? Diêu Hữu Thiên chỉ có thể lắc đầu, cổ họng nghẹn đắng, không nói ra được chữ nào. Cố Thừa Diệu, anh được lắm, cô nghĩ tới rất nhiều chuyện, lần trước Kiều Tâm Uyển đến đây, Cố Thừa Diệu có sắc mặt rất khó coi, lúc đó anh đã nói gì, anh không hiểu, vì sao bao giờ bà ấy cũng áp đặt ý chí của mình lên người khác, phải rồi, cô vẫn luôn không hiểu, không thể lý giải được, vì sao Cố Thừa Diệu có thái độ đó với Kiều Tâm Uyển, nghĩ đến việc không chỉ vì Kiều Tâm Uyển trách móc anh, còn vì chuyện anh bị Kiều Tâm Uyển ép cưới mình, cho nên mới đối xử với Kiều Tâm Uyển bằng thái độ đó. Buồn cười là cô lại an ủi anh y hệt đứa ngốc, thậm chí muốn cải thiện một chút quan hệ với trưởng bối giúp anh, cẩn thận chọn quà tặng cho trưởng bối, lại liên tục xoay qua xoay lại giữa anh và Kiều Tâm Uyển. Cô nghĩ đến thái độ mỗi lần nhìn thấy Kiều Tâm Uyển, nỗ lực muốn giúp Cố Thừa Diệu bù đắp một chút của mình. Lúc cô làm những việc đó, trong lòng Cố Thừa Diệu nhất định đã cười nhạo cô, thậm chí oán hận cô phải không, bởi vì anh hoàn toàn chẳng thèm bảo cô đi làm những việc này, anh hoàn toàn không muốn để cô làm những việc này, người anh hận nhất, thật ra là bản thân mình phải không, phía sau việc anh ngày ngày giao hoang với cô, là thật sự muốn có một đứa con, bởi vì Bạch Yên Nhiên không sinh được, cho nên anh mới có thái độ như thế, cho dù sau khi cãi nhau cô quay về thành phố Y, cho dù cô làm mất mặt anh, cho dù cô không nhìn anh bằng sắc mặt tốt, anh cũng có thể điềm tĩnh nhún nhường đi tìm cô, thậm chí cô còn cảm động vì hành động của anh, cho dù nỗ lực hơn nửa năm nay của mình đã có báo đáp, ít nhiều gì trong lòng anh cũng đã có mình, thật là châm chọc. Trái tim Cố Thừa Diệu oán hận vô cùng, mỗi một tế bào, mỗi một mạch máu của cô đều vì sự phẫn nộ cực đại này mà cảm thấy đau đớn, nỗi đau này là do Cố Thừa Diệu gây ra cho cô. Nhắm chặt mắt, hốc mắt lại nóng rực. Chẳng trách Bạch Yên Nhiên có thể 3 lần 4 lượt đi theo mình đến tìm mình, những việc đó đều do Cố Thừa Diệu gợi ý sao, một mặt vừa muốn ly hôn, một mặt vừa muốn để cô sinh con cho anh, sự không cam lòng rối rắm đó, khiến anh một mặt diễn trò trước mặt cô, một mặt lại hẹn hò với cô ta, ghê tởm, thật sự rất ghê tởm, Cố Thừa Diệu, anh khiến tôi thật sự rất ghê tởm, Diêu Hữu Thiên gần như sắp nôn rồi, đáy lòng ngoài cuốn cuộn đau khổ ra, còn có cả phẫn nộ. Tình cảm của anh ấy đã vượt ra ranh giới, tình yêu của anh có còn hay không, cả thế giới đều đang thay đổi, em chỉ tồn tại vì anh, tiếng chuông điện thoại vang lên, tay Diêu Hữu Thiên run run nhận lấy, tầm nhìn bị nước mắt làm cho mơ hồ, khiến cô không nhìn rõ số điện thoại gọi đến. Alo, Thiên Thiên, em ở đâu? Đầu bên kia điện thoại, là Cố Thừa Diệu, cái cô ta cần chính là anh sống không bằng chết, khiến anh đau khổ, để anh nếm hết những gì cô ta từng trải qua. Chỉ có như vậy, mới có thể bình phục lửa hận thù trong lòng cô ta, anh sẽ giúp em phải không, Bạch Yên Nhiên nhất định phải trả thù, Cố Thừa Diệu, và cả Diêu Hữu Thiên có thể khiến Cố Thừa Diệu đau khổ, còn có tất cả những người có quan hệ với Diêu Hữu Thiên và Cố Thừa Diệu, cô ta không muốn bỏ qua cho một người nào, cho dù em có quyết định gì, là tốt hay xấu, anh đều sẽ giúp em, phải không, phải, Trì Hướng Đông gật đầu, hắn đã qua trung niên nhìn tinh thần cực tốt, muốn làm gì thì làm, anh sẽ giúp em, Bạch Yên Nhiên cười, trên khuôn mặt tinh tế lộ ra nụ cười sáng lạng, tựa người vào lòng Trì Hướng Đông, lúc này cô ta giống như một con mèo hoang nhu thuận, cô ta đã sớm quyết định mục tiêu, cho dù con đường này khó đi đến mức nào, cho dù cuối cùng là cái chết, cô ta cũng sẽ không lùi bước mà đi đến cùng, những kẻ đã từng làm tổn thương cô ta, những kẻ đã từng làm nhục cô ta đã nắm chặt lưỡi dao sắc bén để báo thù. Cô ta muốn tống những kẻ đó, từng người một xuống địa ngục. Chương 279, có lợi gì cho anh, Diêu Hữu Thiên và anh cả cùng vào một tiểu khu nào đó của thành phố Y. Vừa rồi bọn họ nhận được điện thoại của Hoàng đế, bọn họ đã tìm toàn bộ video ở club hôm đó một lượt, nhưng không để bọn họ tìm ra được một chút dấu vết nào, cuối cùng vẫn liên lạc được với Trương Tuyên, nhưng Trương Tuyên nói, người hôm đó ông ta dẫn đi chỉ là một tình nhân bình thường của mình, nhà ông ta ở thành phố S, bây giờ về nhà, đương nhiên không thể dẫn theo tình nhân kia cùng về, lúc đó ông ta đã cho cô ả một khoản tiền rồi rời đi rồi, bây giờ ông ta cũng không biết đối phương ở đâu. Nghe nói bọn họ muốn tìm người phụ nữ hôm đó, Trương Tuyên cười sang sảng, sao vậy, hôm đó cô ta hầu hạ chủ tịch Diêu không tận tâm sao, các cậu yên tâm, quay về tôi nhất định sẽ nói cô ta một trận. Không ai để ý đến ý đê tiện truyền ra từ lời Trương Tuyên lúc đó, đã hỏi số điện thoại của người phụ nữ đó, là cùng số với người gọi điện thoại cho Diêu Đại Phát uy hiếp ông trước gió, đối phương vẫn trong trạng thái tắt máy, nhìn ra được, đối phương hoàn toàn không muốn để bọn họ tìm thấy, bọn họ đã phí công rồi, có điều Diêu Hữu Quốc không hết hy vọng, gọi liên tục, cuối cùng hôm nay điện thoại của người phụ nữ đó đã mở máy rồi, đối phương nghe nói bọn họ là người nhà họ Diêu, lại không cấp điện thoại, chỉ nói một địa chỉ, bảo bọn họ đến lúc đó thì đến địa chỉ này tìm cô ta. Diêu Hữu Quốc lái xe vào tiểu khu, khu nhà ở chỗ này ngày trước do tập đoàn Chính Phát khai phá, đương nhiên Diêu Hữu Quốc rất quen thuộc với tiểu khu này, rẽ vài lần, dừng xe tại chỗ đổ, lúc này cùng Diêu Hữu Thiên lên ngôi nhà mà người phụ nữ kia ở, tìm cô ả. Diêu Hữu Thiên và Diêu Hữu Quốc không hề vì tìm được người mà mặt lộ vẻ vui mừng, ngược lại, sắc mặt hai người đều có chút nặng nề, người phụ nữ kia, dám tìm tới cửa, lại dám mở miệng bảo Tuyên Tĩnh Ngôn ly hôn, vừa nhìn đã biết không dễ dàng xua đuổi như vậy, nếu như cô ta chịu thừa nhận tất cả đều là do cô ta thiết kế, vẫn còn tốt một chút, nếu như đối phương cắn chết không chịu nhận, vậy bọn họ lại phải làm thế nào đây, nhờ sự khuyên can của bọn họ, tâm trạng Tuyên Tĩnh Ngôn đã bình phục đôi chút, thế nhưng chuyện một ngày không giải quyết, thì một ngày là một cái gai trong lòng mọi người nhà họ Diêu, cơn tức giận ban đầu trôi qua, thân là con cái, bọn họ đều bằng lòng tin tưởng Diêu Đại Phát, thế nhưng sự tin tưởng này là vì Diêu Đại Phát là ba của bọn họ, góc độ của Tuyên Tĩnh Ngôn lại không giống vậy, bà giấu giếm không cho bọn họ nói cho Cố Thừa Diệu, một phần rất lớn trong đó chính là vì bà vẫn không tin Diêu Đại Phát, đàn ông mà, có tiền rồi thì muốn làm ra chuyện vượt quá giới hạn rất nhiều, lúc này trái tim của bà giống như pha lê, không chịu được tổn thương dù chỉ một chút, lúc còn trẻ, bà và Diêu Đại Phát đứng cạnh nhau, người khác đều trêu đùa, nói xem ra giống như phụ nữ, bây giờ Tuyên Tĩnh Ngôn nhìn mình trong gương, chỉ cảm thấy già nua, nhưng Diêu Đại Phát, vẫn giống dáng vẻ trong những năm tháng trước đây, ngoài nếp nhăn trên mặt sâu hơn một chút, gần như không thay đổi, Diêu Hữu Thiên biểu cảm nghiêm túc, không biết vì sao, trong lòng cô đột nhiên có một dự cảm xấu, chuyện này đã ném một trái bom xuống tất cả bọn họ. Trong lòng hy vọng chuyện này là giả, nhưng lại lo lắng, Diêu Hữu Quốc còn khá ổn, sắc mặt tương đối bình tĩnh, anh đã nghĩ đến rất nhiều tình huống, hôm nay cho dù người phụ nữ kia bằng lòng cũng được, không bằng lòng cũng được, anh đều sẽ nghĩ cách khiến cô ta bằng lòng, anh muốn duy trì sự yên bình của nhà họ Diêu, không chừa thủ đoạn nào, vào lúc này điện thoại lại reo lên 2 tiếng, một tin nhắn gửi tới, Diêu Hữu Quốc nhìn nội dung tin nhắn, mi tâm cau lại thật chặt, quán ba Thanh Dạ. Trong phòng, Cố Thừa Diệu nhìn người phụ nữ trước mặt, trên khuôn mặt anh tuấn không có chút cảm xúc nào, người phụ nữ này gọi anh đến, nói có chuyện rất quan trọng liên quan đến Diêu Hữu Thiên muốn nói với anh, sau khi anh đến, cô ta lại cứ ngồi ở đó, không nói một câu, cô có chuyện gì thì nói mau, anh không có hứng thú ở cùng với một người phụ nữ giả tâm bừng bừng, cậu bà thật sự rất không có kiên nhẫn, Luna cong môi, rót một ly rượu nâng lên, tôi đến, là muốn tìm anh báo cáo thành quả, thế nào, anh không hài lòng sao, thành quả gì, hôm đó ở khu nghỉ dưỡng, Cố Thừa Diệu cũng chỉ là thuận miệng nói vậy, bây giờ anh đã sớm quên mất chuyện đó rồi, chính là lần trước anh bảo tôi đi quyến rũ người đàn ông đó đấy, Luna lấy hình trong túi xách ra, sau đó đặt ở trước mặt Cố Thừa Diệu, tôi thật sự, đã hoàn toàn nhiệm vụ anh giao rồi, Cố Thừa Diệu híp mắt lại, nhìn phong thư trên bàn, cô thành công rồi, đương nhiên, Luna cười rất hả hê, đã tốn mất công sức của tôi, có điều, cuối cùng đã thành công rồi, thấy Cố Thừa Diệu cầm hình lên định xem, cô ta cười, nói ra, tôi thật sự phải cảm ơn anh, nếu không phải anh chỉ điểm tôi quyến rũ ông ta, tôi vẫn không có cơ hội tiếp cận đâu, bây giờ như vậy thì tốt rồi, sau này tài sản của nhà ông ta, dù thế nào cũng phải chia cho tôi một nửa đó, lúc cô ta nói chuyện, Cố Thừa Diệu đã rút ảnh chụp bên trong phong thư trên tay ra, vào lúc nhìn thấy người không mặc một vật nằm cạnh Luna ở phía trên là Diêu Đại Phát, sắc mặt Cố Thừa Diệu bỗng chốc thay đổi, những thứ này là cái gì, sao người kia lại biến thành Diêu Đại Phát, trời ạ, cho dù là Cố Thừa Diệu đã nhìn quen đủ loại cảnh tượng, lúc này cũng hơi ngây người, hình chụp Diêu Đại Phát và Luna ở cạnh nhau, nghĩ đến sắc mặt thay đổi của Diêu Hữu Thiên, và cả bầu không khí quái dị của nhà họ Diêu, bọn họ, sẽ không là vì chuyện này chứ, rốt cuộc chuyện này là như thế nào, vì sao anh quay về Bắc Đô một chuyến, chuyện đã biến thành thế này, hình đó, vẻ mặt Luna có chút kỳ lạ, không phải anh nói sao, bảo tôi đi quyến rũ ông ta, sau đó nghĩ cách chụp được hình ông ta và tôi ở cạnh nhau, không phải anh quên mất rồi chứ, tôi bảo cô đi quyến rũ Diêu Đại Phát lúc nào, Luna, cô hoàn toàn chính là, hiểu lầm ý của tôi rồi, làm sao tôi có thể bảo cô đi quyến rũ ba vợ của tôi, lời của Cố Thừa Diệu còn chưa dứt, cửa phòng bỗng chốc bị người đẩy ra, đứng ở cửa, là hai anh em Diêu Hữu Quốc vừa mới nhận được tin tức chạy đến, sắc mặt Diêu Hữu Quốc cực kỳ u ám, Diêu Hữu Thiên cũng thế, Thiên, anh cả, Cố Thừa Diệu giật mình, trong thoáng chốc phản ứng kịp, không biết vì sao bọn họ lại đến, sau đó phản ứng đầu tiên là ném những tấm hình trên tay trở lại mặt bàn, ánh mắt nhìn về phía Luna, lại nhìn về phía Diêu Hữu Quốc, cuối cùng dừng lại trên người Diêu Hữu Thiên, Thiên, hai tay Diêu Hữu Thiên xuôi ở bên người, ngực khẽ phập phồng, trong mắt lại toát ra sự lạnh lẽo, nhất là động tác ném hình vừa rồi của Cố Thừa Diệu, sẽ chỉ khiến cô cảm thấy anh đang chột dạ, đúng là anh nên cảm thấy chột dạ, vì sao, Cố Thừa Diệu, cô hy vọng chuyện cô nghe thấy là giả, nhưng bây giờ là tình hình thế nào, Cố Thừa Diệu lại tính kế ba của cô, còn có chuyện gì, anh không làm được không, Thiên ánh mắt Cố Thừa Diệu quét về phía Luna, mình xuất hiện ở đây, đồng thời anh em nhà họ Diêu cũng xuất hiện, còn có gì chưa hiểu, dùng sức túm lấy cánh tay Luna, biểu cảm của anh, có thể gọi là hung tợn, nói, ai bảo cô làm như vậy, là anh mà, Luna bị bộ dạng của anh hù dọa, nuốt nước miếng, người không ngừng run rẩy, là anh bảo tôi quyến rũ người đàn ông đó, là anh bảo tôi chụp được hình của ông ta, cô biết rõ người tôi nói không phải ông ấy, cô làm gì, cậu ba, anh không thể như vậy, anh còn đồng ý với tôi, sau khi chuyện thành công sẽ cho tôi đóng nữ chính của một bộ phim, trong vẻ mặt sợ hãi của Luna, lại mang theo mấy phần chỉ trích, đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người Cố Thừa Diệu, cô ta đã không chiếm được thứ tốt ở chỗ Cố Thừa Diệu, cũng không thể mất đi sự giúp đỡ của Bạch Yên Nhiên nữa, cô câm miệng, Cố Thừa Diệu giận dữ, ý nghĩ bóp chết Luna cũng đã có, nghĩ tới đây anh dùng sức hất Luna ra, xoay người muốn giải thích với Diêu Hữu Thiên, Cố Thừa Diệu, người phải im miệng là anh, Diêu Hữu Thiên xông lên phía trước vài bước, dùng sức kéo tay Cố Thừa Diệu, vẻ phẫn nộ trên mặt, rõ ràng đến thế, anh có phải là con người hay không, tôi thật sự không biết anh lại vô liêm sỉ như vậy, giúp người ngoài tính kế ba vợ mình, anh cũng xem như là kẻ độc nhất rồi, Thiên, anh không có, Cố Thừa Diệu muốn giải thích, anh thật sự không muốn tính kế ba, anh chỉ là, dù thế nào Diêu Hữu Thiên cũng không ngờ, sự kiện khiến Tuyên Tĩnh Ngôn đau khổ, khiến Diêu Đại Phát hổ thẹn, khiến người nhà họ Diêu không yên ổn lần này, là do Cố Thừa Diệu một tay đạo diễn, không có, anh không tính kế ba, tại sao người phụ nữ kia lại xuất hiện, tại sao cô ta lại để mắt tới ba tôi, Thiên, em nghe anh giải thích, anh, đúng rồi, Diêu Hữu Thiên hoàn toàn không muốn để ý tới Cố Thừa Diệu, ánh mắt rơi lên mặt Luna, vẻ mặt lạnh lẽo vô tận, tôi không quan tâm anh ta cho cô điều kiện gì, cô ngoan ngoãn giao hết phim ảnh ra đây, nếu không chuyện ngày hôm nay, tôi nhất định sẽ truyền thông cáo ra luật pháp, đến lúc đó, cô cứ chờ ăn cơm tù đi, không, chuyện không liên quan đến tôi, Luna lắc đầu cực nhanh, tôi không có, là anh ta, đều là anh ta bảo tôi đi quyến rũ ba cô, là anh ta bảo tôi chụp những tấm hình đó, tuy nhiên tôi không biết vì sao anh ta muốn làm như vậy, Diêu Hữu Quốc vẫn một mực im lặng, tiến lên vài bước, cầm bức hình đựng trong phong thư kia lên, cất vào trong túi áo mình, lại túm tay Luna, tôi tin đây nhất định không phải là phim ảnh cuối cùng, đi thôi, đưa tôi đi lấy toàn bộ hình chụp cô giữ, đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa tôi, nếu không tôi không ngại để lời em gái tôi nói, biến thành sự thực đâu, mạnh mẽ kéo Luna đi ra ngoài, Diêu Hữu Quốc nhìn Diêu Hữu Thiên một cái, trước hết các em nói chuyện cho rõ ràng, lát nữa anh quay lại, quán bar này, ở ngay gần nhà trọ Luna ở, Trước tiên anh nhìn Luna kia đi lấy hình chụp còn lại ra đưa đến tay, xác định thật sự không có phim ảnh nào khác mới có thể yên tâm. Về phần Diêu Hữu Thiên, cô nhìn Cố Thừa Diệu một cái, chuyện không đáng tin như vậy cũng làm ra được. Cố Thừa Diệu này, thật đúng là, bọn họ đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai người Cố Thừa Diệu và Diêu Hữu Thiên. Diêu Hữu Thiên không muốn ở cạnh Cố Thừa Diệu, cô có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Cố Thừa Diệu lại ra một chiêu cây độc như thế. Anh làm như vậy, có lợi gì cho anh, hay là anh chỉ là tức giận Diêu Đại Phát lúc đó đã giáo huấn anh một trận, trong lòng không chịu được, thật sự đủ rồi. Diêu Hữu Quốc còn bảo cô nói chuyện rõ ràng với anh, có gì để mà nói, xoay người định đi, cánh tay bị Cố Thừa Diệu nắm lấy. Thiên Thiên, em nghe anh giải thích cái gì, nói anh không hề làm mấy chuyện này, nói anh không bảo người phụ nữ kia đi quyến rũ ba tôi, anh không có. Cố Thừa Diệu biết lúc này cho dù mình nói gì, Diêu Hữu Thiên cũng sẽ không tin, có điều anh có vô liêm sỉ hơn nữa, cũng sẽ không đến mức đi tính kế ba vợ mình. Diêu Hữu Thiên mặt đầy tức giận, ra sức muốn giãy khỏi tay Cố Thừa Diệu, Cố Thừa làm sao lại cho cô cơ hội, giữ chặt hai tay của cô không cho cô giãy ra, mặc dù lời muốn nói rất khó nói nhưng nhất định phải nói, anh thật sự không bảo cô ta đi tính kế ba em, là cô ta hiểu lầm, lúc ấy ba em đứng cạnh Chiến Ly, anh chỉ bảo cô ta đi quyến rũ Chiến Ly, Diêu Hữu Thiên lại một lần nữa ngây ra, ngơ ngác nhìn khuôn mặt Cố Thừa Diệu trước mặt, dù thế nào cũng không dám tin tai mình, anh nói cái gì, anh bảo người phụ nữ kia đi quyến rũ Chiến Ly, tại sao? Trong lòng mơ hồ có một ý nghĩ, nhưng cô muốn nghe anh tự mình nói ra. Lần đầu tiên trên mặt Cố Thừa Diệu hiện lên chút ửng đỏ, vẻ mặt hơi lúng túng, anh cũng chỉ là nghĩ, nếu như Chiến Ly có người phụ nữ khác, chắc hẳn em sẽ không liên lạc với anh ta nữa, từ đầu tới cuối, anh đều chưa từng muốn tính kế ba em, chỉ là người phụ nữ kia đã hiểu lầm, mặc dù chuyện này rất có thể không phải là hiểu lầm, mà là Luna cố ý, có điều cho dù là loại nào, anh đều sẽ không bỏ qua cho Luna, xin em hãy tin anh thật sự không hề muốn tính kế ba em, anh chỉ muốn tính kế Chiến Ly, sau đó bị Luna hiểu lầm mà thôi. Cố Thừa Diệu nói một hơi, mặc dù trên mặt vẫn có chút áy náy, nhưng anh thật sự chưa từng nghĩ sẽ tính kế ba vợ mình. Diêu Hữu Thiên trừng mắt nhìn khuôn mặt Cố Thừa Diệu trước mặt hồi lâu, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi cực kỳ rõ ràng, nhất là đối diện với đôi mắt mang theo chút chột dạ của Cố Thừa Diệu, cô hít sâu một hơi, tức giận trong lòng không ngừng sôi trào, dùng sức hất tay anh ra, cô xoay người muốn rời đi, trong lòng Cố Thừa Diệu có chút nóng vội, nhanh chóng giữ tay cô lại, Thiên Thiên, em bình tĩnh một chút, chuyện này, anh sẽ giải thích với ba, anh, giải thích thế nào? Chương 280, tôi mang thai rồi, trong lòng Cố Thừa Diệu có chút nóng vội, nhanh chóng giữ tay cô lại, Thiên Thiên, em bình tĩnh một chút, chuyện này, anh sẽ giải thích với ba, anh, giải thích thế nào, anh không nói còn tốt, anh vừa nói, cơn tức giận Diêu Hữu Thiên đè nén hồi lâu, và cả phẫn nộ đều trào lên vào lúc này, không chút nghĩ ngợi giơ tay lên, tát bốp một cái thật mạnh lên mặt anh. Cố Thừa Diệu, anh còn có thể vô liêm sỉ hơn chút nào không, nghĩ đến bộ dạng xấu hổ bất an của ba, nghĩ đến anh em nhà họ Diêu vì biến cố này mà giày vò đến gần như phát điên, nhất là nghĩ đến dáng vẻ lấy nước mắt rửa mặt, trước mặt người thì kiên cường vui cười, sau lưng người thì bi thương rơi lệ của mẹ thời gian này, toàn bộ đều do Cố Thừa Diệu làm ra. Đúng vậy, anh không cố ý tính kế Diêu Đại Phát, thế nhưng anh lại tính kế Chiến Ly, nói một cách thẳng thừng, chẳng phải là vẫn không tin cô và Chiến Ly không có quan hệ, không tin cô và Chiến Ly là trong sạch. Bây giờ cô mới biết, sự kiện hơn một tháng trước kia, đã để lại dấu vết như thế nào trong lòng Cố Thừa Diệu, dù cô có nói rách miệng, anh cũng sẽ không tin tưởng mình. Cố Thừa Diệu, lúc anh làm những chuyện này, rốt cuộc anh đã nghĩ gì, anh còn có thể ngu ngốc hơn một chút được không? Chiến Ly ở cùng người phụ nữ nào thì có liên quan gì đến cô đã kết hôn rồi, cho dù Chiến Ly thật sự ở cùng người phụ nữ khác, lẽ nào cô còn đi giành anh lại hay sao? Lửa giận của Cố Thừa Diệu cũng bùng lên, tay kéo tay cô thít chặt, không cho cô rời đi, người ngu ngốc là em chứ, em không nhìn ra là người phụ nữ kia cố ý sao? Em không nhìn ra hôm nay cô ta vốn dĩ cố ý dẫn bọn em đến đây, lại cố ý để em hiểu lầm anh sao? Em không nhìn ra cô ta vốn dĩ chính là muốn hiểu lầm lời anh, cố ý làm ra một màn này, chính là để ly gián tình cảm của chúng ta so, em không nhìn ra cô ta cố ý đi quyến rũ ba em, lại cố ý dẫn bọn em đến nghe những lời cô ta nói, chính là để khiến em hiểu lầm anh, Diêu Hữu Thiên, đừng nói với anh, em đều không nhìn ra, ngay từ lúc anh nhìn thấy những bức hình kia, anh đã lập tức hiểu ngay, tất cả những chuyện này, là do ai làm ra, Luna, giỏi, giỏi lắm, anh vẫn luôn cho rằng cô ta có chút tâm cơ, có chút giả tâm, nhưng chưa từng nghĩ, cô ta còn có thể độc địa như thế, nghĩ ra mưu kế này thật sự là tốt đến không thể tốt hơn, anh nhất thời lỡ lời, muốn xóa đi, lại đẩy mình vào trong một cái bẫy, đáng giận hơn là, không chờ anh dạy dỗ Luna một trận, Diêu Hữu Thiên đã làm loạn lên trước rồi, Diêu Hữu Thiên nhìn dáng vẻ cực kỳ tức giận, và cả vẻ không cam lòng cùng với phẫn hận, bất mãn và tức tối của Cố Thừa Diệu, tay bị anh kéo sinh đâu không giãy ra được, cô không đi được, hít sâu một hơi, cô lạnh lùng ngước mắt đối diện với mắt anh, đúng, là người phụ nữ kia cố ý, nhưng là anh đã cho cô ta cơ hội, Cố Thừa Diệu, anh hoàn toàn không tin tôi, cho đến bây giờ, anh vẫn luôn cho rằng giữa tôi và Chiến Ly, không trong không sạch, cho đến bây giờ, anh vẫn không chịu tin lời tôi nói tôi và Chiến Ly không có quan hệ gì là thật, đúng không? Cố Thừa Diệu im lặng, lời của Diêu Hữu Thiên, đã nói trúng tâm tư của anh yêu Diêu Hữu Thiên là thật, không cách nào buông tay cô cũng là thật, muốn tiếp tục ở bên cô cũng là thật, nhưng sự tồn tại của Chiến Ly là khúc mắc trong lòng, cũng là thật, đến giờ anh không tài nào quên, cảnh tượng Diêu Hữu Thiên cả người lõa thể, không mặc một vật nằm tựa vào lòng Chiến Ly, càng không tài nào quên được một câu Ali tràn đầy ỷ lại hoàn toàn tín nhiệm kia. Mà bây giờ anh càng không thể quên được từng câu Chiến Ly nói với anh trên máy bay, bọn họ quen nhau trong con hẻm nhỏ, yêu nhau trong ngày đông giá rét, nói muốn bỏ trốn trong bầu không khí tưng bừng của đầu xuân, chuyện xưa tươi đẹp biết bao, yêu đương say đắm, mang quá khứ tiếc nuối, con người đều như vậy, càng không có được, càng khó quên, đến giờ Chiến Ly vẫn đặt hình của Diêu Hữu Thiên, cũng không biết một ngày phải xem bao nhiêu lần, lúc ấy anh cực kỳ xúc động muốn rút tấm hình ra rồi xé tan tành. Nếu như không phải ở trên máy bay, trước mắt bao người, anh thậm chí không phủ nhận mình có kích động muốn giết Chiến Ly, Diêu Hữu Thiên thì sao, bao nhiêu lần, ở bên cạnh anh, trong lòng lại nghĩ đến Chiến Ly, trái tim anh, đã ghen tị điên cuồng, cho dù Diêu Hữu Thiên nói với anh, người cô yêu là anh, ngoài miệng anh không nói, nhưng trong lòng lại không tin, cho nên anh mới nghĩ ra cách thức ngu đần thế này, cho nên mới để người phụ nữ lòng dạ xấu xa lợi dụng sơ hở. Khiến anh cũng mắc vào cái bẫy Luna bày ra, Diêu Hữu Thiên chỉ nhìn bộ dạng của anh, đã biết cảm xúc lúc này của anh, trái tim trào lên cảm xúc không biết làm gì, vấn đề lớn nhất giữa bọn họ, chính là không tin tưởng, cho dù cô nói gì, làm gì, trong lòng của anh đều đã có mầm mống hoài nghi, Chiến Ly, là một cái gai ở giữa bọn họ, hít sâu một hơi, Diêu Hữu Thiên bắt mình tỉnh táo lại, nhưng những suy nghĩ hỗn loạn kia, lại khiến đầu cô đau nhức, da đầu nhoi nhói, cô hoàn toàn không thể tỉnh táo, Cố Thừa Diệu, anh hoàn toàn không tin tôi, đúng không, sự im lặng của anh chính là ngầm thừa nhận, trong lòng Diêu Hữu Thiên cực kỳ đau khổ, anh lại không hề phủ nhận, Cố Thừa Diệu, cô dùng giọng nói cực nhẹ, gọi tên anh, lời sắp nói ra, cô gần như nghẹn ở cổ họng, nhưng lại không thể không nói, tôi mang thai rồi, trong mắt đen rối rắm, trong nháy mắt đã mở to, nhìn chằm chằm khuôn mặt Diêu Hữu Thiên, xem như đang nhìn người xa lạ vậy, em nói gì, tôi mang thai rồi, hôm nay Diêu Hữu Thiên ra ngoài, không đeo túi xách theo, tờ xét nghiệm có thai ở bên trong túi xách, nhưng không cản trở việc cô đã nhớ nằm lòng nội dung trên tờ đơn, chính là ngày hôm trước, tôi đã đến kiểm tra ở bệnh viện, mang thai 6 tuần, nhẹ nhàng cắn môi mình, lúc cô nói hai chữ 6 tuần này, một mực nhìn vẻ mặt anh, khóe môi từ từ nhếch lên, khuôn mặt thanh lệ giống như giễu cợt. Lại như dò xét, tính theo ngày tháng, là có vào ngày hôm đó, ngày cô bị Cố Thừa Diệu bắt giam tại giường, ngày hôm đó, để giữ anh lại, cô không tiếc hạ mình xuống, lấu cơ thể mình làm mồi nhử, quyến rũ anh, không cho anh rời khỏi mình, Cố Thừa Diệu không thốt nên lời, ánh đèn trong phòng bao mờ mờ, ánh đèn trên đỉnh đầu, nhuộm lên mặt Diêu Hữu Thiên một vẻ mông lung, nhất thời anh lại không nhìn rõ nét mặt của cô lắm, bàn tay kéo cô thình lình đã buông lỏng ra, Em nói gì, không muốn nghe sao, hay là không dám đối mặt, nhưng Diêu Hữu Thiên lại nhất định phải nói, tôi mang thai rồi, đứa bé là có vào ngày hôm đó, bây giờ, anh muốn thế nào, không khí trong phòng bao hết sức lạnh lẽo. Cố Thừa Diệu đứng đó, rõ ràng mấy điều hòa mở rất ấm áp, thế nhưng anh lại cảm thấy lạnh, cả người đều lạnh. Người phụ nữ này, cô hoàn toàn là cố ý. Hai người nhìn nhau chẳng nói gì, đôi bên đều không mở miệng nữa. Diêu Hữu Thiên liếc ánh mắt anh, tay xuôi bên người nắm chặt thành quyền. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, gần như trôi qua cả một thế kỷ. Cuối cùng Cố Thừa Diệu đã mở miệng. Diêu Hữu Thiên, anh đang định nói ra quyết định của mình, ở cửa lại truyền đến một tràng tiếng bước chân, bóng dáng của Diêu Hữu Quốc hiện ở cửa. Thiên Thiên, xong chưa, anh cả? Diêu Hữu Thiên xoay người sang đối diện với Diêu Hữu Thiên, chuyện thế nào rồi? Giải quyết hết rồi. Diêu Hữu Quốc đặc biệt đề phòng, chẳng những gọi điện gọi hoàng đế tới, còn báo cảnh sát, có cảnh sát ra tay, những tấm hình kia, toàn bộ phim ảnh đều lấy được, cũng bị anh hủy hết. Anh vốn dĩ có thể về thẳng nhà, có điều nghĩ đến lát nữa phải cho Tuyên Tĩnh Ngôn một lời giải thích như thế nào, lại phải giải thích với Diêu Đại Phát như thế nào, những điều này còn phải nói chuyện thêm với Diêu Hữu Thiên một chút. Người phụ nữ tên Luna kia mặc dù không phải người tốt gì, nhưng rốt cuộc Cố Thừa Diệu đóng vai gì trong chuyện này, hơn nữa bọn họ phải ăn nói với những người khác trong nhà họ Diêu như thế nào, anh cần hỏi ý kiến của Diêu Hữu Thiên. Đi thôi. Rõ ràng Diêu Hữu Thiên không muốn để ý đến Cố Thừa Diệu, chỉ vì sự nghi ngờ của anh mà có thể mời người đi tính kế Chiến Ly, kết quả không tính kế thành công, lại chụp Diêu Đại Phát vào, đúng là nực cười. Thiên Thiên, Diêu Hữu Quốc nhìn Cố Thừa Diệu một cái, không cần hỏi, cũng biết hai người này đã cãi nhau, ánh mắt quét qua người Cố Thừa Diệu, ánh mắt có chỉ trích, có giễu cợt, còn có bất mãn. Cố Thừa Diệu hoàn toàn không hay, đôi môi mấp máy, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được, chỉ có thể nhìn Diêu Hữu Thiên theo sau Diêu Hữu Quốc rời đi. Lên xe, Diêu Hữu Thiên nói sơ qua chuyện Cố Thừa Diệu làm một lần. Diêu Hữu Quốc không ngờ câu chuyện lại quanh co phức tạp như vậy. Diêu Hữu Thiên hít sâu một hơi, cho dù trong lòng có chán ghét hành động của Cố Thừa Diệu hơn nữa, nhưng cũng không hy vọng ba mẹ biết tâm kế này của anh. Anh cả, sau khi trở về, cứ nói người phụ kia, bởi vì có quan hệ quen biết hợp tác với Trương Tuyên, lại nhìn trúng nhà chúng ta có tiền, cho nên cố ý muốn lừa người, không có quan hệ gì với ba. Chuyện này, quả thật không có liên quan gì đến Diêu Đại Phát. Diêu Hữu Thiên cảm thấy áy náy, nhiều năm như vậy, ba đối tốt với cô, nỗ lực vì cái nhà này, cô đều nhìn thấy, nhưng bây giờ lại vì cô mà bị người khác tính kế, cùng với áy náy trong lòng cô, còn có bất mãn với Cố Thừa Diệu, đúng là người phụ nữ kia cố ý, nhưng nếu như Cố Thừa Diệu không cho cô ta cơ hội đó, sao cô ta có thể tính kế thành công? Lại nói, lần trước người phụ nữ kia cầm trên tay đồng hồ của Cố Thừa Diệu, cô đã nên cảm thấy sự bất thường của người phụ nữ đó rồi, là cô sơ suất rồi, cứ nói như vậy đi. Diêu Hữu Quốc không phản đối, vậy em và Cố Thừa Diệu? Diêu Hữu Thiên im lặng, cô và Cố Thừa Diệu sẽ thế nào, cô cũng không biết, em và anh ấy tạm thời anh đừng nói với ba mẹ, em suy nghĩ một chút, tiếp theo nên làm thế nào. Bên trong xe im lặng một hồi, Diêu Hữu Quốc khởi động xe, suy nghĩ một chút, vẫn mở miệng. Thiên Thiên, những chuyện ngày hôm nay, có lẽ em rất tức giận, có điều nếu như đứng từ góc độ của Cố Thừa Diệu, mà suy nghĩ một chút anh lại cảm thấy, có thể lý giải, có lẽ Cố Thừa Diệu đã dùng sai phương pháp, nhưng ý định ban đầu tuyệt đối không phải là như thế. Nếu có một ngày, em nhìn thấy Cố Thừa Diệu và một người phụ nữ khác không mặc quần áo cùng nằm trên một chiếc giường, em có thể bảo đảm em không nghi ngờ không? Tuyên Tĩnh Ngôn và Diêu Đại Phát là vợ chồng hơn 30 năm, nhìn thấy những tấm hình kia cũng không kiềm chế được, huống hồ Cố Thừa Diệu là tận mắt nhìn thấy. Đứng ở góc độ của đàn ông, ý nghĩ và cách làm của Cố Thừa Diệu, hoàn toàn có thể hiểu được. Diêu Hữu Thiên im lặng một hồi, cuối cùng vẫn không bỏ qua được, ít nhất, em sẽ nghe anh ấy giải thích, em sẽ nghe giải thích của cậu ấy, vậy em sẽ tin giải thích của cậu ấy sao? Sau đó từ đó về sau em sẽ tin tưởng cậu ấy mà không có khúc mắc nào sao? Diêu Hữu Thiên im lặng, đáp án này, thật ra cô không chắc chắn, bởi vì cô vẫn chưa gặp phải vấn đề như vậy, giữa cô và Cố Thừa Diệu, thiếu mất sự tín nhiệm cơ bản nhất, không chỉ Cố Thừa Diệu không tin cô, thật ra làm sao cô có thể tin tưởng Cố Thừa Diệu 100%, toàn tâm toàn ý đây. Anh cả, có phải em sai rồi không? Có lẽ ban đầu không nên đánh cược một trận, không nên kết hôn qua loa với Cố Thừa Diệu như vậy, càng không nên yêu anh, nếu như bọn họ vẫn là tình hình không muốn liên quan đến nhau ban đầu thì tốt rồi, cô sẽ không có nhiều phiền não như vậy. Tại chỗ rẽ đầu đường trước mặt, Diêu Hữu Quốc đang đi về phía nhà, quay đầu liếc cô một cái, thật ra em có thể cân nhắc một chút, tách khỏi Cố Thừa Diệu một thời gian, hai bên đều bình tĩnh lại, tách ra sao, bây giờ cô và Cố Thừa Diệu, chính là hai con nhím, trong khi liên tục đến gần nhau, lại không ngừng đâm đối phương bị thương, cô không muốn như vậy, trong lòng biết rõ thật ra Cố Thừa Diệu cũng như vậy, có lẽ tách ra một thời gian, đều tốt cho tất cả mọi người. Diêu Hữu Thiên im lặng không nói gì, trong lòng lại bắt đầu cân nhắc tính khả thi của chuyện đó, trên phố đêm khuya, cũng không có bao nhiêu xe, tốc độ lái xe của Diêu Hữu Quốc rất chậm, thấy em gái nhà mình bối rối như thế, cùng lúc anh có chút không nỡ, lại có chút vui mừng, em gái trưởng thành rồi, thuần thục rồi, bắt đầu biết khổ sở vì tình rồi. Thiên Thiên, em có từng nghĩ, thật ra bây giờ em đã kết hôn rồi, em có thể thử một chút, giao một vài ý nghĩ của em, băn khoăn của em, lo lắng của em, thậm chí là giao hết trách nhiệm của em cho Cố Thừa Diệu, không nhìn ánh mắt nghi hoặc của em gái, anh chuyên tâm lái xe, các em là vợ chồng, không phải sao, đàn ông mà, chính là muốn để phụ nữ dựa vào, nếu như không thể dựa vào cậu ấy, em còn có gia đình. Anh lại thêm một câu, cho dù em có quyết định gì, hoặc là muốn đạt được tâm nguyện gì, em đều nên nhớ, em không chỉ có một mình, em còn có anh, còn có mấy đứa Diêu Hữu gia, còn có ba mẹ, bọn anh đều sẽ đứng phía sau em, vĩnh viễn ủng hộ em, cho em sức mạnh. Anh cả trong lòng Diêu Hữu Thiên ấm áp một hồi, cảm ơn anh, con bé ngốc, cô em gái này cái gì cũng tốt, chỉ là rất hiếu thắng, lại thích chuyện gì mình cũng giỏi, thật ra ở bên cô, sợ rằng Cố Thừa Diệu cũng rất vất vả, có điều anh lại nghĩ ra chủ ý ôi thiêu kia, thật đúng là khiến Diêu Hữu Quốc mở rộng tầm mắt, em gái sẽ có quyết định như thế nào, bây giờ anh không thể can thiệp được nữa. Cố Thừa Diệu, cậu cứ tự cầu nhiều phúc đi, gió đêm chậm chậm, mặc dù mang theo từng cơn lạnh lẽo, cuối cùng mùa đông lạnh lẽo đã qua rồi, bước chân của mùa xuân đã đến gần. Chương 281, khi hai anh em Diêu Hữu Quốc về đến nhà, đã rất muộn rồi. Tuyên Tĩnh Ngôn đã ngủ, trong phòng khách, Diêu Đại Phát ngồi ở đó, đầu tóc rối bời, vẻ mặt vẫn rối rắm như cũ, một ngày chưa tìm ra chân tướng, thì một ngày Tuyên Tĩnh Ngôn sẽ không tha thứ cho ông cũng phải khổ sở thêm một ngày, những vướng mắc kia khiến ban đêm ông không ngủ nổi, đành phải ra phòng khách ngồi đến ngây người, thời gian mới vài ngày, tóc mai của ông cũng có thêm rất nhiều tóc bạc, thấy Diêu Đại Phát như vậy, Diêu Hữu Thiên rất đau lòng, ba, muộn thế này rồi. Sao ba còn chưa đi ngủ? Chương cũ, tại sao, anh không chịu tin tưởng mình, cơ thể trở nên mềm nhũn, mệt mỏi nằm trên giường, cả người Diêu Hữu Thiên đều mờ mịt, không có lý trí, suy nghĩ rối loạn, cô không biết phải suy xét thế nào, đối diện với tất cả những chuyện trước mắt thế nào, đầu óc hoàn toàn hỗn loạn, cô nỗ lực muốn bắt mình tỉnh táo lại, nhưng làm thế nào cũng không có cách, nhắm mắt lại, trong đầu xuất hiện rất nhiều đoạn ngắn, Ali, cô đều gọi tên người cưỡng hiếp cô như vậy sao, câu đó của Cố Thừa Diệu, đột nhiên lóe lên trong đầu cô, có cách xưng hô này trước đó, anh hiểu lầm cũng là chuyện rất bình thường phải không, nhưng tại sao vào lúc đó, cô lại gọi Ali, làm sao cô có thể gọi tên Chiến Ly, Diêu Hữu Thiên không ngừng suy nghĩ, liều mạng suy nghĩ, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra, trong đầu mơ hồ có rất nhiều cảnh ngắn hiện lên, người trong đó là cô, lại hình như không phải cô. Diêu Hữu Thiên đột nhiên hét lên một tiếng, đau đầu kịch liệt khiến cô hoàn toàn không chống đỡ được bản thân nữa, cơ thể cuộn tròn lại, hai tay ôm thật chặt lấy đầu mình, Ali, Ali, Ali tốt nhất, Ali, em yêu anh, Cố Thừa Diệu, em là vợ của anh, em yêu anh mà, Cố Thừa Diệu, tại sao anh không chịu tin em thật sự yêu anh mà, đầu rất đau, rất nhiều cảnh ngắn không ngừng chạy loạn trong đầu cô là ai? Cô gái trong giấc mơ là ai, tại sao cô có thể yêu Chiến Ly, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, suy nghĩ của Diêu Hữu Thiên vô cùng hỗn loạn, rất nhiều cảnh tượng không ngừng trào lên trong đầu, đầu bắt đầu đau kịch liệt, những đau đớn đó, khiến cô không thể chịu đựng được nữa, cơ thể mềm nhũn, cả người đều mất hết sức lực, hoàn toàn hôn mê. Chương 206, thanh xuân của ai không mang theo thương đau một, thanh xuân của ai không mang theo thương đau, 7 năm trước. Năm đó, Diêu Hữu Thiên 16 tuổi, vừa mới vào học năm thứ hai trung học phổ thông, năm đó, nhà họ Diêu đã bắt đầu ăn nên làm ra, 3 năm trước, nhà xưởng đổ nát được chính phủ thu mua, Diêu Đại Phát dùng số tiền đó mua hai mảnh đất khác ở trong nội thành, sang tay bán đi, đã kiếm được một khoản lớn, mà 3 năm nay, Diêu Đại Phát liên tục mua đất bán đất, giá trị địa vị đã hơn 100 triệu, nghe theo đề nghị của Diêu Hữu Quốc, đã mở công ty. Đương nhiên, những chuyện này của nhà họ Diêu, đối với Diêu Hữu Thiên mà nói, không có liên quan gì nhiều lắm. Trước đây mặc dù điều kiện không cho phép, nhưng ba mẹ rất thương cô, gắng hết sức trong phạm vi năng lực, làm thỏa mãn yêu cầu của cô, mấy anh trai lại yêu chiều cô chính là tiểu công chúa của nhà họ Diêu, vậy nên trong nhà có tiền, đối với cô mà nói, cũng chỉ là đổi từ nơi này sang nơi khác sống, sau đó cơm có thể ăn nhiều hơn một chút, ăn ngon hơn một chút, những thứ khác, vẫn như cũ. Vào lớp 11, việc học hành hàng ngày của Diêu Hữu Thiên đều rất nặng, lên lớp, làm bài tập, tự học, ôn tập, ngày nào cũng không ngừng tái diễn chuyện của ngày hôm trước, mặc dù nhàm chán, nhưng là tất yếu, anh cả làm bộ đội, anh hai đang học thiết kế thời trang, anh ba còn đang học khoa y, tương lai anh muốn làm một bác sĩ, mà anh tư nhỏ nhất, năm nay cũng đã vào đại học, trở thành một sinh viên đại học năm nhất, học khoa mỹ thuật, có lẽ cuộc đời của cô cũng giống như vậy, nỗ lực học tập, vào đại học. Ngôi nhà mới của nhà họ Diêu cách nhất trung 20 phút đi bộ, ngoài đường cái ra, còn có một con hẻm nhỏ, ngày ngày cô đi qua con hẻm, có thể tiết kiệm thời gian đến trường sớm 5 phút, mặc dù thành phố Y là thành phố ven biển, nhưng lúc này vẫn chưa phát triển, người ít, tỷ lệ phạm tội cũng ít, Diêu Hữu Thiên chưa từng nghĩ cô sẽ gặp phải kẻ xấu, cho đến ngày hôm đó, Diêu Hữu Thiên phải trực nhật, tan học muộn hơn bình thường nửa tiếng, bởi vì sợ về nhà muộn. Tuyên Tĩnh Ngôn sẽ phải chờ cơm, cho nên cô đi rất nhanh, cũng không nhìn đường nhiều lắm, đi thẳng qua con hẻm vội vã về nhà. Này, ngoan ngoãn giao tiền ra đây, nếu không, tao sẽ không khách sáo với mày đâu. Vừa bước vào con hẻm, đã nghe thấy lời thoại bình thường chỉ có thể nghe thấy trên TV kia. Diêu Hữu Thiên ngẩng đầu, nhìn sang theo âm thanh, ở phía trước cách đó không xa, chính giữa con hẻm nhỏ, vài tên côn đồ vây quanh một nam sinh đó mặc đồng phục trường cô. Diêu Hữu Thiên cau mi tâm, không hề nghĩ ngợi đã lùi về sau mấy bước, cẩn thận trốn ra phía sau một cái hòm bỏ đi đặt bên cạnh, sau đó lớn tiếng kêu lên, cảnh sát tới rồi, cảnh sát tới rồi, cảnh sát. Mấy tên côn đồ đưa mắt nhìn nhau, nam sinh bị trấn lột tài sản đó nhân cơ hội nhanh chóng chạy trốn, mấy tên côn đồ phía sau quay đầu định chạy đi, tên côn đồ dẫn đầu nói với giọng lạnh lùng, chạy cái gì, ai cho chúng mày chạy, lão đại, cảnh sát. Có cảnh sát đó, tên côn đồ nhỏ sợ vô cùng, côn đồ lớn kia cười lạnh, thứ nhất không có còi xe cảnh sát, thứ hai không có tiếng bước chân, cảnh sát cái gì, người ta kêu một tiếng chúng mày đã chạy rồi. Lần này mấy tên côn đồ nhỏ đã phản ứng lại, vẫn là lão đại lợi hại, cái này không gọi là lợi hại, côn đồ lớn kia nhấc bước chân, đi ra phía sau đống vật bỏ đi ở trước mặt, hôm nay lão đại sẽ dạy cho chúng mày, thế nào gọi là lợi hại. Diêu Hữu Thiên hoàn toàn không ngờ những tên côn đồ này ngay cả cảnh sát cũng không sợ, hoàn toàn không phản ứng kịp để chạy trốn, bỗng chốc đã lọt vào trong tầm mắt của mấy người đối phương. Rất nhiều năm sau, cho dù Diêu Hữu Thiên đã quên mất Chiến Ly, nhưng Chiến Ly lại không quên, cô nữ sinh trên mặt còn mang theo mấy phần ngây ngô trẻ con năm đó, mặc đồng phục sơ mi trắng, váy đen của trường học, trên tay cầm một chiếc ba lô màu xanh, nửa ngồi ở đó, khi nhìn thấy mấy người bọn họ, trên mặt lóe lên vẻ kinh ngạc, và cả vẻ hoang mang che giấu bên trong những biểu cảm đó, để lộ ra cuối cùng, phải, chỉ có hoang mang, nhưng không có sợ hãi, cô giống như hoàn toàn không biết mình đã làm sai chuyện gì, cô bé, dám phá hỏng chuyện của bọn tao, lá gan rất lớn hà. Một kẻ trong số mấy tên côn đồ nhỏ đi theo phía sau côn đồ lớn cười với khuôn mặt dữ tợn, nắm đấm siết chặt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể vung lên mặt Diêu Hữu Thiên. Diêu Hữu Thiên đứng lên, tay siết chặt ba lô của mình, hoang mang, chỉ là chuyện trong nháy mắt, bị những người này phát hiện rồi, cô cũng không buồn, lại càng không sợ, nuốt nước miếng, bình tĩnh muốn cách xa đối phương, tên cầm đầu lại chắn ở trước mặt cô, trái tim Diêu Hữu Thiên đột nhiên vọt lên, ánh mắt phòng bị của cô nhìn chằm chằm chàng trai trước mặt, tôi muốn về nhà, mời anh tránh ra một chút, về nhà. Mấy tên côn đồ phía sau cười phá lên, em giá, muốn về nhà thì theo bọn anh về đi. Đúng vậy, các anh trai thương em, các anh tránh ra. Diêu Hữu Thiên trừng mắt nhìn mấy người trước mặt bằng ánh mắt cô tự cho là hung hãn. Tôi có anh trai, các anh không phải anh trai của tôi. Lạc Ly nhìn chằm chằm Diêu Hữu Thiên trước mặt, một tay nhẹ nhàng xoa cằm mình, con ngươi hẹp dài của anh, để lộ ra mấy phần hứng thú. vừa nãy em hại anh không thu được tiền, em nói xem phải làm thế nào đây. Nhịp tim của Diêu Hữu Thiên rất nhanh, đối phương có 6 người, mà cô chỉ có một. Hít sâu, cô bắt mình bình tĩnh lại, không phải các anh cần tiền sao, cần bao nhiêu tiền, tôi cho. Tuyên Tĩnh Ngôn lo cô cần mua tài liệu học tập gì đó, mỗi tháng đều sẽ cho cô tiền tiêu vặt, mà từ trước đến giờ chi tiêu của cô luôn rất ít, mỗi tháng cũng có thể dư lại một ít. Nghĩ ngợi một chút, cô lấy trong ngăn nhỏ của ba lô ra một tờ tiền màu đỏ, đó là tiền hôm nay đã nói là dùng để mua sách, kết quả bởi vì trực nhật nên chưa nộp. Lạc Ly không có động tác nào, nhìn cô nữ sinh trước mặt, đột nhiên nhếch khóe môi lên rất rõ, bọn anh có 6 người, mà em chỉ cho một tờ, em cảm thấy như vậy phù hợp sao? Trong lòng Diêu Hữu Thiên biết rõ hôm nay mình đã gây họa rồi, nhưng cho dù là vậy, cô cũng bắt mình không được sợ, nhét tiền vào lại ba lô, đeo lên vai, cô ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, không hề sợ hãi mà trừng mắt nhìn Lạc Ly trước mặt, trong lòng không ngừng nói với mình chẳng phải chỉ là mấy tên côn đồ thôi sao? Ba mẹ cô thường nói người thiện bị bắt nạt nhưng ông trời tuyệt đối không bắt nạt, con người sợ kẻ ác nhưng ông trời thì không sợ, còn lâu cô mới sợ những người này, không phù hợp, vậy thì tự mình kiếm đi, người còn trẻ có tay có chân, không chăm chỉ làm việc, từ sáng đến tối chỉ đi lừa đảo, được tính là cái thứ gì, mày nói cái gì đấy? Một gã mặc sơ mi hoa đứng phía sau giơ tay lên định cho Diêu Hữu Thiên một bài học, tôi nói, các anh được tính là thứ gì? Không phải trong lòng Diêu Hữu Thiên không sợ, nhưng cô bắt mình không được sợ, đánh con gái, thì càng chẳng ra gì. Lão đại sơ mi hoa bước lên trước một bước, muốn cho Diêu Hữu Thiên chút giáo huấn, đợi đã, Lạc Ly giơ tay, ngăn cản hành động của sơ mi hoa. Diêu Hữu Thiên không rõ vì sao anh lại ngăn cản, nhưng sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhanh chóng lách qua khe hở bên cạnh Lạc Ly, đi về phía nhà mình mà không hề ngoảnh lại. Lão đại, mấy tên côn đồ thấy Diêu Hữu Thiên tăng nhanh bước chân, sắc mặt đều không tốt lắm, con bé kia quá kiêu ngạo rồi, chúng ta phải dạy dỗ nó. Môi mỏng của Lạc Ly miếm rất chặt, phất tay, bọn mày về trước đi. Lão đại, A Quang có chút lo lắng nhìn Lạc Ly, anh sẽ không bỏ qua cho con bé đó như vậy chứ? Bỏ qua, sao có thể? Lạc Ly cười cực kỳ tà ác, lão đại tao sẽ tự mình ra tay, dạy dỗ con ranh kia một trận. Lão đại thật oai phong. Đám A Quang nịnh nọt Lạc Ly, vậy bọn em rút lui trước, ngày mai bọn em chờ tin tức tốt của lão đại anh, cút hết cho tao đi. Lúc Lạc Ly nói, đã đuổi theo hướng của Diêu Hữu Thiên, vừa rồi mặc dù Diêu Hữu Thiên đã đi, nhưng bước chân lại càng lúc càng nhanh, chờ đến khi đi được một đoạn, cô gần như đã chạy, tim đập rất mạnh, hy vọng mấy tên côn đồ kia đừng đuổi theo. Mắt thấy lối ra của con hẻm chỉ còn lại khoảng cách chưa đến 10 thước, bước chân của Diêu Hữu Thiên càng nhanh, hận không thể lập tức về nhà. Sau lưng lại truyền đến một tràng tiếng bước chân vội vàng, giây tiếp theo, cổ tay của cô đã bị người ta kéo lại. Buông tôi ra, buông tôi ra. Diêu Hữu Thiên gần như đã lập tức hét lên, không ngừng đập vào tay đối phương, muốn làm đối phương buông mình ra. Cơ thể bị đèn lên bức tường mọc đầy rêu xanh trong con hẻm, ngẩng đầu, tên côn đồ cầm đầu vừa rồi đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt không hề rời đi. Ranh con, bây giờ biết sợ rồi à? Lạc Ly cực kỳ nhẹ nhàng xoa tay lên khuôn mặt nhỏ của cô, đáng tiếc, muộn rồi, khốn kiếp. Diêu Hữu Thiên thật sự đã bị dọa sợ, cô trừng mắt nhìn chàng trai trước mặt, lồng ngực phập phồng dữ dội, tên khốn kiếp này, anh buông tôi ra. Buông em? Lạc Ly gật đầu, được, muốn anh thả em ra cũng được, em đồng ý làm bạn gái anh sẽ buông em ra. Tôi nhổ vào, mặt Diêu Hữu Thiên đỏ rần, vừa giận vừa thẹn, anh, tên khốn kiếp này, anh buông tôi ra. Từ nhỏ đến lớn cô đều là một đứa trẻ ngoan ngoãn, yêu sớm gì đó, tuyệt đối không thuộc phạm vi tưởng tượng hiện giờ của cô. Lạc Ly cười, trong mắt hẹp dài hơi híp lại, trên mặt không nhìn thấy chút tức giận vì bị mắng nào. Em nói đúng rồi, anh chính là một tên khốn kiếp, em không chịu đáp ứng điều kiện của anh, chi bằng nghĩ thử xem, tên khốn kiếp như anh sẽ đối phó với em như thế nào. Lạc Ly năm nay chưa đến 20 tuổi, mái tóc hơi dài, rủ xuống phủ kín trán. Trên khuôn mặt được xem là trắng trẻo có một đôi mắt hẹp dài, lúc anh cười như không cười như vậy, có một cảm giác xấu xa. Gọi bồi bàn tới đưa một đống rượu đến, anh bắt đầu uống rượu không ngừng, hết ly này đến ly khác, rượu càng uống càng nhiều, người lại càng lúc càng tỉnh, đầy ắp trong đầu đều là Diêu Hữu Thiên.